Thưa quý vị, quý 1 năm 2023 dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với sự chủ động và quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện, đảm bảo các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là GDP quý 1 ước tăng 7,12% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng và xếp thứ 2 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quý 2 này, thành phố tiếp tục đề ra nhiều giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu khôi phục tăng trưởng. Nổi bật trong hoạt động kinh tế quý 1 là ngành du lịch tăng trưởng nổi bật, với tổng lượng khách lưu trú tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 73,5% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, xuất khẩu phần mềm tăng 32,7%. Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đã khởi công, khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng. Đây là những tiền đề quan trọng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế quý 2. Sẽ xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ các cái công trình trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng, và vừa qua thì cũng đã khánh thành và đưa vào sử dụng một số công trình, đặc biệt là nhà máy nước Hòa Liên, và tới đây cũng sẽ là khánh thành các công trình để chào mừng các cái ngày lễ trong năm như là đài tưởng niệm 2 tháng 9 giai đoạn 1, đường Tuy Sơn Tý Loan, vành đai phía Tây 2, đoạn từ hầm Hải Vân đến đường số 8. Và chúng tôi cũng đang hoàn thiện là để các tính pháp lý cũng như hạ tầng để đưa cái cụm công nghiệp Cẩm Lệ đi vào hoạt động. Tập trung quyết liệt thực hiện việc khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra mới đây xác định, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023, năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung triển khai các giải pháp về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, khắc phục một số hạn chế về việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022, tiếp tục rà soát các dự án đảm bảo đủ các điều kiện để hoàn thành phân bổ nguồn vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2023 và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư FDI, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch và đặc biệt là chuẩn bị và tổ chức thật tốt Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian đến, Thành ủy Đà Nẵng xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng là yêu cầu có ý nghĩa quyết định, trong đó cần phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra thực tế ở cơ sở, làm việc với các địa phương, đơn vị để giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực. Những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm, bức xúc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao trong quý 2, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và an sinh xã hội tại địa phương.